Thì chào tất cả các em. Buổi học ngày hôm nay thì hướng dẫn các em cách tư duy để tìm ra đáp án của đề thi Đại học khối D năm 2013. Trước tiên thầy cho mình vào câu hỏi thứ nhất. Đây là câu thuộc chuyên đề khảo sát hàm số. Cho hàm số y bằng 2x mũ 3 trừ đi 3mx bình cộng với m trừ 1 nhân x cộng 1. Ý thứ nhất, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m bằng 1. Ý thứ hai, tìm m để đường thẳng y bằng trừ x cộng 1 cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt. Với ý đầu tiên, thầy nhường cho các em về nhà tự tính toán. Bây giờ thầy cho mình cùng phân tích ý số 2 và chúng ta tiến hành giải ý số 2. Với ý số 2 này, đề đang yêu cầu tìm m để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt. Nói đến sự cắt nhau, nghĩa là nói đến sự tương giao của hai đồ thị hàm số. Số giao điểm chính bằng số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm. Vậy trước tiên thầy viết phương trình hoành độ giao điểm. Các em quan sát lời giải như sau. Phương trình hoành độ giao điểm. Các em chỉ cần cho hai biểu thước này bằng nhau là được rồi. Chúng ta có 2x mũ 3 trừ đi 3mx bình cộng với m trừ 1 nhân x cộng 1 bằng trừ x cộng 1. Được chưa các em? Các em chuyển vế và rút gọn chúng ta được. 2x mũ 3 trừ đi 3mx bình cộng với mx bằng 0. Đây là một phương trình bậc 3. Nhưng chúng ta đặt được nhân tử chung là x ra ngoài. Vậy thì có 2x bình trừ 3mx cộng m bằng 0. Được chưa các em? Và đến đây thì có x bằng 0 hoặc 2x bình trừ 3mx cộng với m bằng 0. Thì ký hiệu đây là phương trình thứ nhất. Thì lý luận một câu, để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt. Để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt. Điều này tương đương với cái gì? Tương đương với cái phương trình hoành độ của chúng ta có 3 nghiệm phân biệt, đúng không? Tương đương với phương trình hoành độ giao điểm có 3 nghiệm phân biệt. Phương trình hoành độ giao điểm có 3 nghiệm phân biệt, mà phương trình hoành độ của chúng ta luôn có một nghiệm x bằng 0 rồi. Vậy là điều này tương đương với cái phương trình một của chúng ta có 2 nghiệm phân biệt. 2 nghiệm phân biệt đủ chưa các em? Chưa đủ. 2 nghiệm phân biệt này phải khác không? Chứ còn nếu nó bằng 0 thì chúng ta chỉ còn 2 nghiệm thôi, đúng không? Vậy phải khác không? Đấy, được chưa các em? Vậy thì đến đây thầy có ngay. Các em quan sát cho thầy cái phương trình số 1 của chúng ta. Phương trình số 1 của chúng ta là một phương trình bậc 2. Thứ nhất thì tìm điều kiện để có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta có ngay đó là A khác 0, delta lớn hơn 0. Được chưa? Thế còn hai nghiệm phân biệt này khác không? Nghĩa là gì? Nghĩa là thầy thay x bằng 0 vào cái phương trình số 1 này nó không thỏa mãn. Phải chưa các em? Vậy thì có là 2 nhân với 0 bình trừ 3m nhân 0 cộng m là khác 0. Đấy, được chưa các em? Bây giờ thầy thay vào thôi thì có A của chúng ta bằng 2 khác 0 luôn đúng. Được chưa? Thế còn delta của chúng ta? Delta của chúng ta bằng trừ 3m tất cả bình trừ đi 4 nhân 2 nhân m. Được chưa? Lớn hơn 0. Và cái này thì rút gọn là m khác 0. M khác 0 luôn đúng, bỏ qua. Vậy còn hai điều kiện dưới thì sẽ có được, đó là gì? 9m bình trừ 8m lớn hơn 0. M khác 0. Được chưa các em? Thế bất phương trình đầu tiên này, đây là một bất phương trình bậc 2. Việc giải nó rất đơn giản. Hệ số A của chúng ta bằng 9 cùng dấu với dấu của bất phương trình. Vậy là chúng ta có ngoài khoảng hai nghiệm, đúng không? Hai nghiệm của chúng ta là một nghiệm bằng 0 và một nghiệm bằng
8/9. Vậy là ngoài khoảng hai nghiệm, điều này tương đương với m nhỏ hơn 0 hoặc m lớn hơn 8/9 và m khác 0. Vậy là kết hợp lại thì có m nhỏ hơn 0, m lớn hơn 8/9. Được chưa? Vậy là thầy tìm được điều kiện của m. Đó là m nhỏ hơn 0 và m lớn hơn 8/9. Thì đường thẳng của chúng ta cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt. Với ý số 2 này, nếu các em nắm được về bài toán về tương giao của hai đồ thị thì việc giải nó rất đơn giản, đúng không các em? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu 2, giải phương trình lượng giác sin x cộng với cos x trừ đi sin x bằng 0. Các em quan sát, với phương trình lượng giác này thầy có các định hướng như sau. Định hướng thứ nhất, các em quan sát số góc này, 3x, 2x và x. Vậy thì thầy có một cái hướng đầu tiên, đó là gì? Thầy sẽ chuyển hết về góc x. Wow, chuyển hết về góc x. Và thứ đó thầy đưa về cùng hàm của thầy giải. Phải chưa các em quan sát cái gợi ý này, cái cách số 1 của thầy như sau. Như sau. À, thầy viết sin 3x thì bằng 3 lần sin x trừ 4 lần sin 3x. Đúng chưa các em? Cộng với cos 2x của chúng ta thì có tới 3 công thức. Cos bình trừ sin bình, 2 lần cos bình trừ 1, 1 trừ 2 lần sin bình. Như thầy nói, sau khi biến đổi về cùng góc x rồi thì chúng ta phải biến đổi về cùng hàm. Thì do đó, hai biểu thức này của chúng ta làm sin rồi, biểu thức cos 2x này thầy cũng biến đổi về hàm sin bằng cách thầy dùng công thức số 3, đó là 1 trừ 2 lần sin trừ sin x bằng 0. Được chưa các em? Đến đây các em chỉ cần rút gọn thôi, mình sẽ có trừ 4 sin mũ 3x, phải chưa? Trừ 2 lần sin bình x, rồi, cộng với 2 lần sin x cộng 1 bằng 0. Phải chưa? Như vậy là thầy được một phương trình lượng giác bằng 3. Phải chưa? Thầy được 3. Thầy chỉ cần đặt t bằng sin x thôi là thầy được một cái phương trình bậc 3 ẩn t. Và các em giải phương trình này thì rất đơn giản rồi. Đúng không các em? Tìm ra t và suy ra x. Phải chưa? Hoặc bạn nào nhanh thì chúng ta có thể làm như sau. Các em có thể chuyển về ngay phương trình tích bằng cách các em quan sát. Hai số hạng đầu tiên này thì đặt nhân tử chung là gì? Trừ 2 sin x ra ngoài thì trong ngoặc của chúng ta là 2 sin x cộng 1. Hai số hạng dưới này thì nhóm với nhau, mình cũng có 2 sin x cộng 1. Vậy thì đặt nhân tử chung là 2 sin x cộng 1 và thầy chuyển được ngay về phương trình tích. Phải chưa các em? Thế nhưng bây giờ thầy hướng dẫn các em cái cách số 2, nói tư duy như sau. Các em quan sát. Đây là một phương trình lượng giác có chứa cả sin lẫn cos. Và các em nhìn này, số đo góc của chúng ta là 3x, 2x và x. À, vậy thì thầy nghĩ đến cái chuyện là gì? Chuyển về phương trình tích. Đúng không các em? Chuyển về phương trình tích thì bây giờ các em quan sát này. Đây là 3x, đây là x. Cộng với nhau mà chia cho 2 thì chính bằng 2x. Vậy là thầy sẽ đi dùng công thức biến tổng thành tích của hai số hạng đầu tiên và cuối cùng để cho xem xuất hiện được cái gì. Các em quan sát, lời giải cái thứ hai như sau. Phương trình tương đương với sin 3x trừ đi sin x cộng cos 2x bằng 0. Được chưa các em? Thì coi như 3x đây là A, là B. Sin A trừ sin B thì bằng tương đương với là gì? 2 lần cos của A cộng B chia 2, nghĩa là gì? 3x cộng x bằng 4x chia 2 bằng 2x. Nhân với sin của hiệu, sin của hiệu 3x trừ đi x thì bằng 2x trên 2, thì chúng ta có kết quả bằng x cộng với cos 2x bằng 0. Được chưa? Và đến đây thì đặt nhân tử chung là gì? Cos 2x ra ngoài. Vậy là trong ngoặc của thầy còn 2 sin x cộng 1 bằng 0. Được chưa các em? Vậy là thầy được một phương trình tích và thầy có kết quả như sau. Cos 2x bằng 0 và sin x của chúng ta bằng trừ 1 phần 2. Được chưa? Rồi với cos 2x bằng 0 thì có nghiệm ngay 2x bằng pi trên 2 cộng kpi.
và tương đương với x bằng pi trên 4 cộng k pi trên 2 k thuộc z. Được chưa? Rồi, thế còn sin x bằng trừ 1 phần 2, điều này tương đương với sin x bằng sin của trừ pi trên 6. Áp dụng công thức nghiệm vậy thôi thì được kết quả x bằng trừ pi trên 6 cộng với k 2 pi, x bằng pi trừ của trừ pi trên 6 thì bằng cộng pi trên 6. Vậy chúng ta có kết quả bằng 7 trên 6 cộng k 2 pi, k đây thuộc. Được chưa các em? Vậy là các em kết luận cho thầy chúng ta có 3 hỏi nghiệm, đó là x bằng pi trên 4 cộng k pi trên 2, x bằng trừ pi trên 6 cộng k 2 pi và x bằng 7 pi trên 6 cộng k 2 pi. Vậy là đây là một cái phương trình lượng giác mà chúng ta có rất nhiều hướng để giải nó. Phải chưa các em? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu 3, giải phương trình 2 logarit cơ số 2 của x cộng với logarit cơ số 1 phần 2 của 1 trừ căn x bằng 1 phần 2 logarit cơ số căn 2 của x trừ đi 2 căn x cộng 2. Được chưa các em? Với bài này thuộc dạng phương trình logarit, đúng không các em? Cách giải chung của một phương trình logarit thầy được hướng dẫn các em rồi. Bước thứ nhất đó là chúng ta phải điều kiện. Bước thứ hai biến đổi các biểu thức logarit về cùng cơ số, đúng không? Bước thứ ba là gì? Các em dồn các biểu thức logarit lại hoặc đặt ẩn phụ hoặc áp dụng cách giải của phương trình cơ bản, hoặc là gì? Các em đặt nhân tùy chung để thành phương trình tích và chúng ta giải thôi. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng cách giải đó vào trong bài này như sau. Dạ. Trước tiên thầy cũng điều kiện. Điều kiện x lớn hơn 0, 1 trừ căn x lớn hơn 0, x trừ 2 căn x cộng 2 lớn hơn 0. Được chưa? Rồi, điều này tương đương với cái gì? X lớn hơn 0, cái này thầy tìm ra x nhỏ hơn 1. Thế còn x trừ đi 2 căn x cộng 2 này, bạn nào tinh ý thì chúng ta tách xoa lại thành 1 cộng 1. Vậy thì thầy sẽ có được ngay đó là gì? 1 trừ căn x tất cả bình phương cộng 1 lớn hơn 0. Thế cái này với mọi x rồi. Phải chưa? Vậy là thầy có được điều kiện của chúng ta x thuộc khoảng từ 0 cho đến 1. Như vậy thầy đã tìm xong được điều kiện. Bước tiếp theo, thầy biến đổi các biểu thức logarit về cùng cơ số. Các em quan sát. Biểu thức thứ nhất, cơ số 2, cơ số 1 phần 2, căn 2. 1 phần 2 thì thầy viết thành 2 mũ trừ 1, sau đó thầy đưa trừ 1 ra ngoài. Thế còn căn 2 thì thầy viết thành 2 mũ 1 phần 2 và thầy đưa 1 phần 2 ra ngoài. Được chưa các em? Rồi vậy thì thầy có được phương trình tương đương với 2 logarit cơ số 2 của x trừ đi logarit cơ số 2 của 1 trừ căn x, đúng không? Bằng 1 phần 2 nhân với 1 chia cho 1 phần 2 logarit cơ số 2 của x trừ 2 căn x cộng 2. Được chưa? Thì rút gọn thôi thì sẽ được là gì? 2 này thầy đưa vào thì có logarit cơ số 2 của x bình trừ logarit cơ số 2 của 1 trừ căn x. Đấy. Bằng. Thầy đưa số 2 này vào lên thành số mũ này, x bình. Để tí thầy dồn hai biểu thức này, logarit này lại với nhau. Được chưa? Thế còn bên đây thầy rút gọn đi thì sẽ được logarit cơ số 2 của x trừ 2 căn x cộng 2. X trừ 2 căn x cộng 2. Phải chưa? Và đến đây thầy được một cái phương trình. Vế trái của chúng ta là hiệu của hai biểu thức logarit thì bằng logarit của thừa, đúng không? 2 của x bình chia cho 1 trừ căn x bằng logarit cơ số 2 của x trừ 2 căn x cộng 2. Và đây là một phương trình logarit cơ bản rồi, phải chưa các em? Chúng ta sẽ có được ngay là x chia bình chia cho 1 trừ căn x bằng x trừ đi 2 x cộng 2. Rồi. Với phương trình này, nếu các em đem đi quy lồng rồi bỏ mẫu thì chúng ta sẽ được một phương trình căn tương đối phức tạp. Phải chưa? Rồi, hoặc nếu các em mà đi bạch t bằng căn x thôi thì chúng ta quy đồng lên thì chúng ta sẽ được một phương trình mục 4. Mà phương trình mục 4 này không nhầm được nghiệm, việc nhầm nghiệm rất là khó khăn. Phải chưa? Vậy thì chúng ta làm sao đây? Các em quan sát này. Hai số hạng cuối cùng
Nếu thầy đặt nhân tử chung là hai ra ngoài thì thầy có một trừ đi căn x, đúng không? Vậy thì thầy có được này, tương đương với x bình chia cho một trừ căn x cộng với 2 nhân 1 trừ. Được chưa? Và đến đây thầy chia cả hai vế cho 1 trừ căn x. Vì sao thầy chia được? Vì điều kiện của chúng ta 1 trừ căn x lớn hơn 0 nên thầy chia được, đúng không? Thầy chia cả hai vế cho 1 trừ căn x. Phương trình của thầy tương đương với x bình chia 1 trừ căn x tức là bình phương bằng x chia cho 1 trừ căn x cộng 2. Đến đây thì các em nhìn nó ngay rồi đúng không? Chúng ta chỉ cần đặt t bằng x chia cho 1 trừ căn x, đúng không? Đặt t bằng x chia cho 1 trừ căn x. Phương trình của thầy tương đương với t bình bằng t cộng 2. Đây là một phương trình bậc 2 ẩn t. Các em chỉ cần chuyển vế thôi và các em bấm máy, chúng ta sẽ được hai nghiệm đó là t bằng trừ 1 và t bằng 2. Được chưa? Thế với t bằng trừ 1 thì điều này tương đương với x chia cho 1 trừ căn x bằng trừ 1. Và tương đương với, thầy quy đồng lên thì sẽ có được x bằng trừ 1 cộng căn x. Được chưa? Các em chuyển vế sang và đặt cho thầy căn x bằng u thì chúng ta sẽ được một phương trình bậc 2 ở đây. Nhưng các em bấm máy thì phương trình này vô nghiệm. Được chưa? Cái đấy, phương trình vô nghiệm. Đấy. Thế còn cái trường hợp với t của chúng ta bằng 2, điều này tương đương với x chia cho 1 trừ căn x của chúng ta bằng 2. Các em quy đồng bỏ mẫu thì chúng ta sẽ được một phương trình ở đây. X bằng 2 trừ 2 căn x. Được chưa? Thì chuyển vế thôi thì sẽ được x cộng với 2 căn x, được chưa? Trừ đi 2 bằng 0. Trừ 2 bằng 0. Phải chưa các em? Rồi những bạn nào mà nhanh ý thì chúng ta có thể thêm bớt để thành hàng được thức, chúng ta giải trực tiếp. Còn bạn nào mà không muốn làm như vậy thì các em đặt cho thầy căn x bằng u thì chúng ta có đây là u bình cộng 2u trừ 2 bằng 0. Phải chưa? Rồi, thế nhưng bây giờ thầy làm như sau. Thầy thêm bớt cộng trừ 1 vào đây thì thầy sẽ có được kết quả đó là gì? Căn x cộng 1 tất cả bình bằng 3. Căn x cộng 1 tất cả bình bằng 3. Vậy là đến đây thầy được đó là gì? Căn x cộng 1 rồi bằng căn 3 và căn x cộng 1 bằng trừ căn 3. Cái này loại. Vì căn x cộng 1 của chúng ta dương. Đúng chưa? Rồi thế còn căn x cộng 1 bằng căn 3 thì thầy có tương đương với căn x của chúng ta bằng căn 3 trừ 1. Các em bình phương hai vế thôi, chúng ta có x bằng 4 trừ đi 2 căn 3. Với giá trị x bằng 4 trừ 2 căn 3, các em kiểm tra cái điều kiện x thuộc khoảng từ 0 đến 1 thỏa mãn. Vậy là phương trình của chúng ta có nghiệm duy nhất x bằng 4 trừ 2 căn 3. Phải chưa? Với phương trình logarit này, cái khó nhất của chúng ta đó là giải cái phương trình này. Giải phương trình này. Đúng không các em? Các em phải phát hiện được ra là gì? Chúng ta chia cả hai vế cho 1 trừ đi căn x. 1 trừ căn x. Thế câu hỏi đặt ra, nếu chúng ta không phát hiện ra điều đó thì chúng ta liệu có giải được phương trình này hay không? Bây giờ thầy hướng dẫn các em cái ý tưởng số 2 để giải cái phương trình này như sau. Em quan sát này. Đấy, thầy biến đổi như sau nha. X bình chia cho 1 trừ căn x. Rồi, bằng cái này thì tách thành cộng trừ 1 vào thì thầy sẽ có cái này bằng 1 trừ căn x tất cả bình cộng với 1. Cộng 1. Đúng không các em? Rồi và đến đây các em nhớ thầy là gì? Các em đặt ẩn phụ cho thầy, đặt t bằng 1 trừ căn x. Đặt t bằng 1 trừ căn x. Các em chuyển vế bình phương suy ra x, thay vào đây thì chúng ta sẽ được một phương trình bậc 4 ẩn t. Thế nhưng cái phương trình bậc 4 ẩn t này không phải là một phương trình bậc 4 ẩn t bình thường, mà phương trình bậc 4 ẩn t của chúng ta lại là bậc 4 đối xứng. Đấy, phương trình bậc 4 đối xứng. Vậy là chúng ta chia cả hai vế cho t bình, cái phương trình đó cho t bình, rồi các em nhóm mà chúng ta sẽ giải được ngay. Cái phần định hướng đó thì dành cho các em về chúng ta tự tiến hành giải.
Được chưa? À, thì nhắc lại là chúng ta sẽ đặt t bằng 1 trừ đi cả x. Như vậy thì trò mình đã hoàn thành cái câu hỏi số 3 trong đề thi. Bây giờ thì trò mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu 4. Tính tích phân y bằng tích phân từ 0 đến 1 của x cộng 1 tất cả bình chia cho x bình cộng 1. Các em quan sát, với câu tích phân này, thầy thấy rằng đây là một tích phân hàm hữu tỉ. Phải chưa các em? Rồi, và thầy thấy rằng gì, bậc của tử ở chúng ta bằng 2, bậc của mẫu cũng bằng 2. Vậy là thầy sẽ nghĩ đến cái chuyện thầy đi chia để tách ra. Tách ra trước. Phải chưa? Và thầy có một cái lời giải như sau. Các em quan sát nhé. Rồi. Y bằng tích phân từ 0 đến 1. Thì khai triển hằng thức x bình cộng 2x cộng 1. Được chưa? Rồi, bạn nào nhanh ý thì chúng ta có thể tách được ngay. X bình này thì ghép với số 1 này thì x bình cộng 1 tách thành hai phân số. Phải chưa? Còn bạn nào mà chúng ta không tính ý thì chúng ta gì? Cứ lấy tử chia cho mẫu thì thầy thấy rằng được gì? Thương là 1 và phần dư của chúng ta là 2. Được chưa? Vậy thì thầy tách được thành bằng tích phân từ 0 đến 1, 1 cộng với 2x bình cộng 1 dx. Đúng không các em? Và đến đây thì tách thành hai tích phân 0 đến 1 của 1 dx cộng tích phân từ 0 đến 1 của 2x chia cho x bình cộng 1 dx. Đúng không? Với con đầu tiên chúng ta tính rất đơn giản. Được chưa? Nhưng có số 2 các em quan sát này, 0 đến 1. 2x này thực ra nó bằng x bình cộng 1 đem đi đạo hàm. Được chưa? Vậy thì thầy có ngay là x bình cộng 1 đem đi đạo hàm chia cho x bình cộng 1 dx. Vậy cái kết quả của chúng ta đây, nguyên hàm của u phẩy trên u dx thì bằng logarithm trị tuyệt đối của u. U ở đây chính là x bình cộng 1. Phải chưa? Vậy thì thầy sẽ có bằng x không 1. Thay cận trên và thay cận dưới và trừ nhau, thầy sẽ được kết quả đó là 1 cộng logarithm của à. Như vậy thì cho mình đã tính được tích phân một cách rất đơn giản thuộc dạng tích phân hữu tỉ. Nhưng với tích phân hữu tỉ này thì nó đơn giản, đúng không các em? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu 5 của đề thi như sau. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh A, cạnh FA vuông góc với đáy, góc BAD bằng 120 độ, M là trung điểm của BC và góc SMA bằng 45 độ. Tính theo A thể tích của khối chóp SABCD và tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng FBC. Câu này thuộc hình học không gian. Vậy để làm được bài này, trước tiên thầy cho mình cùng phác họa hình như sau. S, A, B, C, D. Được chưa các em? Góc này của chúng ta bằng 120 độ này. Rồi. M của chúng ta là trung điểm. Đó, M là trung điểm BC. Bốn năm độ. Được chưa? Rồi, đây là toàn bộ về phần giả thiết chúng ta. Bây giờ thầy cho mình cùng đi tính cái thể tích của khối chóp SABCD. ABCD. Bây giờ các em quan sát cho thầy. Đáy trước, ABCD của chúng ta là một hình thoi có góc A bằng 120 độ. A là 120 độ. Các em quan sát AC của chúng ta là phân giác của góc BAD. Do đó, cái góc BAC của chúng ta là bằng 60 độ. 60 độ.
mà cái tam giác ABC là tam giác cân. Vậy từ đây thì suy ra tam giác ABC là tam giác đều cạnh A. Được chưa các em? À đấy, vậy thầy có đầu tiên lý luận như sau. Dạ. Có tam giác ABC là tam giác đều. Đều, được chưa? B là tam giác cân. Giác cân có góc A là bằng 60 độ. Đấy. Như vậy thì có được tam giác ABC là tam giác đều cạnh A. Từ đây thầy suy được ra ngay. Suy được ra những cái gì đây? Thứ nhất, AM. Thầy tính được AM. AM của chúng ta là trung tuyến hay là đường cao trong một tam giác đều cạnh A. Vậy là nó có công thức rồi, chính bằng căn 3 phần 2 A. Đúng không các em? Thế còn diện tích của tam giác đều ABC cạnh A thì bằng căn 3 trên 4 A bình phương. Trên 4 A bình phương. Được chưa các em? Vậy là từ đây thì tính được diện tích đáy bằng diện tích của ABCD và bằng 2 lần diện tích của tam giác ABC. Và kết quả là bằng căn 3 trên 2 A bình phương. Căn 3 trên 2 A bình phương. Như vậy thầy đã tính được diện tích đáy. Bây giờ nhiệm vụ của thầy cho mình cần đi tính chiều cao. Chiều cao của chúng ta chính là SA vì giả thiết cho SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Muốn tính SA thầy chỉ cần gắn vào tam giác vuông SAM vuông tại A thôi, đúng không? Xét tam giác vuông SAM vuông tại A, vuông tại A. Vì SA vuông góc đáy thì đương nhiên phải vuông góc với AM, đúng không các em? Thầy dùng hàm gì đấy? Đúng rồi, tan của 45 độ thì bằng, tan 45 độ thì bằng SA chia cho AM. SA trên AM. Vậy từ đây thì suy ra SA chiều cao chúng ta bằng AM nhân tan 45. Nhân tan 45 bằng 1, AM thì chúng ta có rồi, chính là bằng căn 3 trên 2A. Kết quả, vậy là thầy đã tính được chiều cao H. Có chiều cao H, có diện tích. Vậy thầy suy ra thể tích SABCD bằng 1 phần 3 chiều cao căn 3 trên 2A nhân với căn 3 trên 2A bình phương. Diện tích căn 3 trên 2A bình phương. Bây giờ các em rút gọn thôi. Hai căn 3 nhân nhau, rút gọn cho 3 đi. Vậy là chúng ta còn A mũ 3 chia 4 đơn vị thể tích. Vậy là ý đầu tiên tính thể tích của khối chóp SABCD này rất đơn giản, phải chưa các em? Theo đúng quy tắc thông thường, thầy đi tính diện tích đáy và tính chiều cao. Bây giờ thầy cho mình cùng đi tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC. Chúng ta lại nhớ ngay đến bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, phải chưa? Bây giờ thầy hướng dẫn các em một cách thông thường trước, sau đó hướng dẫn các em một cái cách mà thầy cho mình hay làm. Đó là gì đây? Thứ nhất, các em quan sát này, thầy có khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC này thì chính bằng khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC, phải chưa? Vì AD song song với BC nên từ đây thầy suy ra D khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC thì bằng D khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC. Thầy khẳng định cái điều như vậy. Rồi, bây giờ thầy chỉ cần đi tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC thôi. Thầy có ngay cái mặt phẳng chứa cái điểm A này, đó là gì? SAM vuông góc với mặt phẳng SBC. Vậy thì khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC, thầy chỉ cần từ A kẻ đường thẳng vuông góc với giao tuyến, phải chưa? Rồi, vậy thì thầy có chỗ này, có mặt phẳng SAM vuông góc mặt phẳng SBC. Vì sao? Vì BC của chúng ta vuông góc với AM này,
phải vuông góc với SA này, từ đây suy ra BC vuông góc với mặt phẳng SAM. Đấy, BC nằm trong mặt phẳng SBC. Đúng không các em? Vậy thì thầy suy ra hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Hai mặt phẳng này SAM với SBC của chúng ta có giao tuyến chính là SM, từ trung SM. Được chưa? Rồi, vậy là từ A thầy kẻ từ A. Từ A kẻ AH vuông góc với SM. Đấy, vuông góc giao tuyến SM. Các em kẻ với thầy AH vuông góc giao tuyến SM. Thì từ đây thầy suy ra AH chính là bằng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Việc tính AH thì sao? Rất đơn giản. Các em chỉ cần gắn vào cái tam giác gì? Vuông AMH vuông tại H. Phải chưa? Rồi, thì các em nhìn này, chúng ta dùng hàm sin của 45 độ thì bằng đối trên huyền. Phải chưa? À, mình có. Ừ. Có. Sin 45 độ thì bằng AH chia cho AM. AH chia AM. Vậy thì từ đây thì suy ra AH thì bằng AM nhân sin 45 độ. Và kết quả AM ta bằng căn 3 phần 2 A nhân sin một đoạn căn 2 trên 2. Phải chưa? Và kết quả của chúng ta bằng căn 6 trên 4 A. Căn 6 trên 4 A. Như vậy thì đã tính được AH bằng căn 6 trên 4 A. Vậy là từ đây thì suy ra D khoảng cách từ điểm D đến FBC bằng D từ A đến FBC và bằng AH. Kết quả bằng căn 6 A trên 4. Căn 6 A trên 4. Như vậy là thầy đã tính được khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng FBC nhờ dựng hình. Phải chưa? Thế câu hỏi đặt ra là gì? Trong trường hợp các em không nhớ cách xác định khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC kia, nghĩa là chúng ta không dựng được AH và không chứng minh được AH là khoảng cách, thì chúng ta làm sao đây? Các em vẫn còn một cách. Đó là gì? Chúng ta dùng gì? Công thức thể tích mà thầy đã hướng dẫn các em trong phần chuyên đề rất nhiều rồi. Phải chưa? Thì các em nhìn này, mình đang cần tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC. Thì thầy chỉ cần nối B với D. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ đi tính cái thể tích của cái khối chóp SBCD. Đúng chưa các em? Thể tích của khối chóp SBCD này thì chính là bằng 1 phần 2 thể tích của khối chóp SABCD mà mình đã tính được ở câu A. Nghĩa là thể tích của khối chóp SBCD thì tính được. Phải chưa? Rồi, tiếp theo các em quan sát. Tam giác SBC này là thầy tính được hết tất cả các cạnh. BC chính bằng A. Muốn tính SC thầy gắn vào tam giác vuông SAC. SA chúng ta tính được rồi ở cung thứ nhất rồi. AC chúng ta chính là bằng A vì vừa thầy mới lý luận tam giác ABC là tam giác đều cạnh A. Phải chưa? Như vậy theo công thức Pythagore thầy tính được SC. Tương tự như thế thầy sẽ tính được SB thì gắn vào tam giác vuông SAB. Thầy cũng dùng Pythagore là thầy tính được. Nghĩa là cái tam giác SBC của chúng ta thầy tính được hết độ dài các cạnh. Phải chưa? Và thầy dùng gì? Dùng công thức Herring. Là thầy tính được diện tích của tam giác SBC. Thể tích có, diện tích tam giác có. Vậy thì từ đây thầy suy ra khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC của thầy chính bằng 3 lần thể tích của SBCD chia cho diện tích tam giác SBCS. Diện tích của tam giác BCS. Được chưa? Và cái này thầy dùng tính được, dùng hết không? Cái này bằng 1 phần 2 thể tích của khối chóp lớn. Thầy thay vào là thầy tính được khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC. Được chưa các em? Rồi, như vậy là thầy đã hoàn thành cho chúng ta câu số 5 này với
Cách giải thứ nhất đó là thầy đi dựng khoảng cách đó rồi tính toán. Và cái hướng số 2, cách giải thứ hai đó là gì? Chúng ta sử dụng công thức, thể tích để thầy làm ra cái khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng FBC. Thế về cái hướng số 2 này thì thầy nhường cho các em về nhà tính toán tiếp cho thầy. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo trong đề thi. Câu 6 của đề thi như sau. Cho xy là các số thực dương thỏa mãn điều kiện xy nhỏ hơn 1, y trừ 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P bằng biểu thức thứ nhất, tử là x cộng y chia cho mẫu là căn bậc 2 của x bình trừ xy cộng 3y bình, trừ đi biểu thức thứ hai, tử là x trừ đi 2y chia cho mẫu là 6 nhân với x cộng y. Nhiệm vụ của thầy cho mình cần đi tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P này. Để tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P, thầy cho mình cần phải tìm ra cái điểm đặc biệt của biểu thức P. Từ đó thầy cho mình mới tìm được giá trị lớn nhất của nó. Các em quan sát vào đây. Với biểu thức đầu tiên này, thầy thấy rằng gì? Tử và mẫu của chúng ta đều là bậc nhất đối với xy. Phải chưa? Và không có hằng số tự do. Như vậy, nếu thầy chia cả tử và mẫu cho y, thì thầy đưa vào cái biểu thức thứ nhất này về dạng chỉ có chứa biểu thức x trên y thôi. Tương tự biểu thức hai cũng vậy, và thầy chỉ cần đặt ẩn phụ t bằng x trên y thì thầy sẽ đưa được biểu thức p cần tìm giá trị lớn nhất của chúng ta về một hàm số ẩn t. Phải chưa? Thế nhưng để tìm được giá trị lớn nhất của hàm số ẩn t đó thì thầy phải cần tìm điều kiện chính xác của ẩn t. Bây giờ thầy cho mình cùng đi tìm điều kiện của ẩn t. Em quan sát và giải như sau. Thầy có x, y của thầy đều dương, nên từ đây thầy suy ra x trên y lớn không? Phải chưa? Rồi, tiếp theo các em nhìn này. Mình có cái gì? X, y nhỏ bằng y trừ 1. Thầy chia cả hai vế cho y bình. Tại sao thầy chia được? Vì cái y của chúng ta là gì? Dương, đúng không? Là số thực dương. Vậy thì thầy có được ngay là x trên y nhỏ hơn hoặc bằng 1 trên y trừ đi 1 trên y bình phương. Với vế bên đây, thầy thêm bớt cộng trừ 1/4 vào để được hằng thức. Thầy có x trên y nhỏ hơn bằng 1/4 trừ đi 1/4 cộng với 1 trên y bình. Và thầy có kết quả bằng 1/4 trừ đi 1/2 trừ đi 1 trên y. Tất cả bình phương. Thế nhưng 1/2 trừ 1 trên y, các bạn nhìn, luôn luôn lớn hơn bằng 0. 1/4 trừ đi một số dương thì chúng ta sẽ có kết quả cái là nhỏ hơn hoặc bằng 1/4. Như vậy, thầy có xy của chúng ta lớn hơn 0. X trên y của chúng ta lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1/4. Nếu thầy đặt t bằng x trên y thì thầy sẽ có được t của chúng ta sẽ lớn 0 và nhỏ bằng 1/4. Phải chưa? Rồi, bây giờ thầy có biểu thức P. Thầy chia cả tử và mẫu cho y thì sẽ có, trong căn của chúng ta, và tương tự biểu thức thứ hai cũng vậy, trừ đi 1/4. Đến đây thì đạt hằng phụ t bằng điều kiện 1/4. Đúng không các em? Biểu thức P của chúng ta lúc này bằng P T cộng 1 chia cho T bình trừ T cộng 3 trừ đi T trừ 2 6 nhân với T cộng 1. Và thầy đặt cái này chính bằng FT. Để tìm giá trị lớn nhất của biểu thức FT này, thầy phải đi tính đạo hàm và xét dấu của nó trên đoạn từ 0 cho đến 1/4, xem là đồng biến hay nghịch biến. Từ đó rồi thầy suy ra giá trị lớn nhất của nó. Để các em quan sát, mình có F/T. Việc tính đạo hàm, thì các em phải tính toán cho thầy. Thầy cung cấp cho các em kết quả ngay. Kết quả đạo hàm chính là bằng 7 trừ đi 3T chia cho 2 nhân với T bình trừ T cộng 3 tất cả mũ 3. Được chưa? Rồi, trừ đi 1 trên 2 nhân với T cộng 1 tất cả bình phương. Bây giờ thầy cho mình cùng đi xét dấu cái F/T này trên 0/1/4. Thầy có 7 trừ đi
3t chia cho t bình trừ t cộng 3 cái bình phương này. Thì đánh giá mẫu trước, đúng không? Rồi, sẽ lớn hơn. Đấy, sẽ lớn hơn. Các em quan sát mẫu của chúng ta đây. T bình trừ đi t cộng 3 thì xét cái đấy trước. Trên cái khoảng từ 0 đến 1/4 này thì thầy thấy rằng là gì? Nó làm sao? À, nó nghịch biến. Vậy thì nó cái này lớn hơn hoặc bằng 7 trừ đi 3t chia cho 6 căn 3. Đúng không? Rồi thì đánh giá tử thì thầy sẽ có lớn hơn hoặc bằng 7 trừ đi 3 nhân 1/4 chia cho 6 căn 3. Và kết quả chính là bằng 25/24 căn 3. Như vậy thầy đã tính ra xong biểu thức thứ nhất này sẽ lớn hơn 25/24 căn 3. Thế còn biểu thức số 2, các em quan sát 1 chia cho t cơ bình của chúng ta thì luôn nhỏ hơn 1/2. Đúng không? Nhớ là với t 0 đi 1/4. Đấy. Vậy từ hai lý do này thì thầy suy được ra f phải t của thầy luôn lớn hơn 25/24 căn 3 trừ đi 1/2. Đúng không? Trừ 1/2. Như vậy là thầy thấy kết quả này luôn lớn không? Đấy, lớn không? Rồi, vậy là hàm số của chúng ta là ft này là hàm đồng biến. Đấy, từ đây thì suy ra ft của chúng ta đồng biến trên 0/1/4. Vậy là từ đây đoạn nguồn từ đây đồng mút. Vậy là từ đây thì suy ra p của chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng f của 1/4. Đúng không các em? Các em chỉ cần thay t bằng 1/4 vào biểu thức này thôi và các em tính toán thì chúng ta sẽ được kết quả là gì? Căn 5/3 này, được chưa? Rồi này, cộng với 7/ bao nhiêu? 30. 7/30. Vậy từ đây thì suy ra p max của chúng ta là bằng căn 5/3 cộng 7/30. Bây giờ các em cần phải tìm ra cái điều kiện để đạt số bằng này khi x của chúng ta bằng 1/2 và y của chúng ta bằng 2. Như vậy thì đã tìm được giá trị lớn nhất của biểu thức p và đạt được cái dấu bằng đó khi x bằng 1/2 và y thì bằng 2. Với bài này tương đối khó, đúng không các em? Nếu chúng ta không phát hiện được ra cái điểm đặc biệt của cái biểu thức p, đó là thầy chia cả từ và mẫu cho y để đưa được về dạng chỉ có chữ x trên y thì đặt ẩn phụ, thì cái việc tính toán của chúng ta là gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo cho đề thi. Câu 7A của đề thi như sau: trong mặt phẳng OXY cho tam giác ABC có điểm M có tọa độ là -9/2, 3/2 là trung điểm của cạnh AB. Điểm H có tọa độ là -2, 4 và điểm Y có tọa độ bằng -1, 1 lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Câu hỏi đặt ra tìm tọa độ điểm C. Đây là câu thuộc hình học giải tích phẳng. Để làm nó, trước tiên thầy vẽ họa hình để các em nhìn cho trực quan như sau. A, B, C. Được chưa? Rồi, điểm M của chúng ta. Đó. Là trung điểm của AB. H là chân đường cao. Được chưa các em? Rồi, tâm đường tròn ngoại tiếp. Các em phải nhớ ngay, tâm đường tròn ngoại tiếp là giao điểm của ba đường trung trực của các cạnh. Vậy tâm Y trung trực là đi qua trung điểm và vùng góc. Với giả thiết này, nhiệm vụ của thầy trò mình cần tìm tọa độ điểm C. Các em nghe thầy phân tích đây. Trước tiên các em quan sát M, H, Y ta biết rồi. Vậy là cạnh AB thầy có viết được không? Thầy viết được. Thầy khai thác giả thiết đó là AB của chúng ta qua M và vuông góc với MY. Thầy viết được cạnh AB rồi, đúng không? Từ đó thầy suy ra tọa độ điểm A có cái dạng chỉ phụ thuộc vào một tham số nhỏ thôi.
Nhờ công thức trung điểm, M là trung điểm của AB, thì tìm được tọa độ điểm B. Phải chưa? Và thầy gì? Có ngay BH nhân với AH của chúng ta là bằng 0 vì nó vuông góc với nhau. Từ đó thầy tìm được tham số đó, tìm được tọa độ điểm A, tìm được tọa độ điểm B. Như vậy thì đã tìm được tọa độ điểm A và điểm B rồi. Đã có tọa độ điểm A và tọa độ điểm B thì thầy viết được phương trình AC. Đúng không các em? Thầy viết được AC làm sao đi qua A vuông góc với BH, viết được AC rồi. Thì thầy có cái dạng của tọa độ điểm C. Tọa độ C. Sau đó thầy sử dụng tính chất của tâm đường tròn ngoại tiếp ở đây, đó là IA bằng IC, thì thầy tìm được cái tham số đó và thầy tìm được ra tọa độ điểm C. Được chưa các em? Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành các bước giải mà thầy đã phân tích ở trên. Các em nhìn bài giải như sau. Trước tiên thầy viết phương trình cạnh AB, đúng không? Thì có, thầy có vector vector IM, thì tính vector IM á. Lấy tọa độ điểm M trừ đi tọa độ điểm Y, đúng không? Vậy thì các em sẽ có kết quả là bằng -7/2 và 1/2. -7/2, 1/2. Được chưa? Rồi, vì AB vuông góc với IM nên thầy chọn được N của AB, N vector AB. Thầy lấy bằng trừ đi 2 lần vector IM, trừ 2 lần vector IM, và thầy có được kết quả bằng 7-1. Phải chưa? 7-1. AB đi qua M, AB B qua cái điểm M có tọa độ là -9/2 và 3/2. Từ đấy thì suy ra phương trình AB của chúng ta, đó là gì? 7 nhân với x cộng 9/2, rồi trừ đi 1 nhân y trừ đi 3/2 bằng 0. 3/2 bằng 0. Được chưa các em? Và đến đây các em chỉ cần quy đồng rút gọn thôi thì được một phương trình tổng quát ở đây. Nghĩa là gì? 7x trừ đi y cộng 33 bằng 0. Vậy là thầy có được phương trình AB. Được chưa các em? Rồi, bây giờ thầy có được ngay tọa độ A, về suy ra A có tọa độ. Thầy chọn y của nó bằng A, y của nó bằng A. X bằng A, đúng không? Các em chọn x bằng A. Các em thay vào thì chúng ta tìm được ra y của nó bằng gì? À đúng rồi, 7A cộng 33. Cho x bằng A thôi thì thầy có được ngay y của chúng ta là bằng 7A cộng 33. 7A cộng 33. Rồi, có được tọa độ điểm A rồi. Thầy lý luận một câu, vì M là trung điểm của AB, M là trung điểm của AB, nên thầy có được cái gì ở đây? XM bằng XA cộng XB trên 2, IM bằng IA cộng IB trên 2. Được chưa các em? Rồi bây giờ thầy cho mình cùng thay tọa độ điểm M và tọa độ điểm A vào. Điểm M của chúng ta là -9/2 bằng A cộng XB trên 2. Rồi, 3/2 bằng IA ta là 7A cộng 33 cộng IB trên 2. Phải chưa? Từ đây các em tìm cho thầy được ra là XB. B của chúng ta. XB của chúng ta bằng -9 trừ đi A. Thế còn IB của chúng ta thì kết quả bằng IB này thì sẽ bằng trừ đi 30 trừ đi 7A. -30 -7A. Và thầy có được tọa độ điểm B. B của chúng ta là bằng -9 -A -30 -7A. Có được tọa độ điểm A, điểm B theo tham số A nhỏ rồi. Bây giờ thầy khai thác giả thiết đó là gì? Mình có BH nhân với AH ở đây là bằng 0.
vì hai cái này vuông góc với nhau. Phải chưa? Bây giờ thì cho mình cùng đi tính vector BH tính vector AH thôi nhân nhau. Mình có BH thì lấy tọa độ điểm H trừ tọa độ điểm B. À, các em quan sát này. Mình lấy tọa độ điểm H là trừ 2 mà trừ cái này. À, thì chúng ta còn là gì? 7 cộng A này. Rồi, 4 mà trừ đi cái này. Đúng chưa? Thì bằng 34 này cộng 7A này. Thế còn AH thì sao? Lấy tọa độ điểm H trừ tọa độ điểm A. H của chúng ta bằng trừ 2 trừ A này. Rồi này, 4 này mà trừ đi 7A trừ 33. Vậy thì chúng ta có kết quả là bằng trừ đi 29 này trừ đi 7A. Phải chưa? Trừ 29 trừ 7A. Rồi, bây giờ thầy nhân với nhau. Thầy nhân nhau. Không, thế có 7 cộng A nhân với trừ 2 trừ A. Được chưa? Rồi, cộng với 34 cộng 7A nhân với trừ 29 trừ 7A. Bằng không. Bằng không. Các em nhân ra rút cô ạ. Thì các em sẽ tìm được ra gì đây? Đúng rồi, chúng ta có hai giá trị A. Các em sẽ tìm được ra hai giá trị A. Đó là A bằng trừ 4 và A bằng trừ 5. Đó, các em tìm được cho A cho thầy. Được chưa? Có A rồi. Bây giờ thầy xét từng trường hợp một. Thầy suy ra tọa độ điểm B và điểm A. Với A bằng, với A bằng trừ đi 4. Thầy suy ra, thầy thay A bằng trừ 4 vào, thầy có được tọa độ điểm A của thầy. Thầy tính ra là bằng trừ 4,5 này. Điểm B của thầy thay vào thì có kết quả bằng trừ 5, trừ đi 2. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng đi viết phương trình AC. Thứ nhất thầy có BH, cái từ BH. Lấy tọa độ điểm H trừ tọa độ điểm B. Vậy là thầy có kết quả được bằng 3, đúng không? BH 3 này, rồi 4 bằng 6 này. Được chưa? Đúng không các em? Rồi từ đây thầy suy ra N của AC. Thầy chọn bằng 1/3 lần BH. NAC thầy chọn bằng 1/3 lần BH. Và kết quả của thầy chính là bằng 1/2. Phải chưa? AC chúng ta qua cái điểm A có tọa độ trừ 4,5. Đấy, trừ 4,5. Vậy là đến đây thầy có được phương trình. Phương trình AC. Phương trình AC của thầy chính là 1 nhân với x cộng 4 này. Rồi cộng với 2 nhân y trừ 5 bằng 0. Trừ 5 bằng 0. Các em rút gọn thì chúng ta được phương trình AC ở đây. Đó là gì? X cộng với 2y. Được chưa? X cộng với 2y trừ đi 6 bằng 0. Trừ 6 bằng 0. Các em nhớ nhé, điểm C là thuộc phương AC. C của chúng ta này là thuộc AC. Nên thầy suy ra tọa độ điểm C có ra. C có ra. Thầy chọn y bằng C nhỏ. Được chưa? Rồi thì x của chúng ta bằng 6 trừ đi 2c nhỏ c. Đấy. Đúng không? Bây giờ thầy cho mình cần đi tính ia này, tính ic này xong cho bằng nhau. Được chưa? Thì thầy tìm được c nhỏ. Đúng không? Rồi mình có ia. Lấy tọa độ điểm A trừ đi tọa độ điểm y. Lấy tọa độ điểm A trừ tọa độ điểm y, mình sẽ có kết quả là bằng trừ 3 này, rồi 4 này, trừ 3, 4. Từ đây thì suy ra IA. Thầy lấy bình phương đi, thì bằng trừ 3 bình phương cộng với 4 bình phương và bằng 25. Được cho các em. Thế còn IC lấy tọa độ điểm C trừ đi tọa độ điểm y. Đấy, C chúng ta đây, trừ đi tọa độ điểm y. Thì thầy có kết quả 7 trừ 2C phải này, C trừ đi 1. Vậy từ đây thầy suy ra IC bình phương thì sẽ bằng 7 trừ đi 2C tất cả bình cộng với C trừ 1 tất cả bình. Được chưa? Rồi, có IA bằng IC vì Y là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Nên đến đây thầy có IA bình phương bằng IC bình phương. Điều này tương đương với
7 trừ 2 C tất cả bình cộng với C trừ 1. C trừ 1 tất cả bình bằng 25. Các em chỉ cần khai triển các hằng đẳng thức này ra, chúng ta được một phương trình bậc 2 ẩn C. Và các em tìm được ra cho thầy có 2C, C bằng 1 và C bằng 5. C bằng 1 và C bằng 5. Với C bằng 1, thầy thay vào đây thì thầy được ra tọa độ điểm C của chúng ta. 1 thay vào đây mình có 4, 1. Phải chưa? 4, 1. Đấy. Còn với C bằng 5, thầy thay vào đây thì kết quả thầy thấy rằng thì C và điểm A là trùng nhau. Vậy thầy thì loại. Loại. Vì điểm C là trùng với điểm A. Như vậy, với trường hợp đầu tiên với A bằng trừ 4, thì thầy tìm được ra tọa độ điểm 1, điểm tọa độ điểm C. Đó là gì? C bằng 4, 1. Được cho các em. Thế còn cái trường hợp còn lại, đó là gì? Với A nhỏ của chúng ta bằng trừ 5, thì làm tương tự thôi. Làm tương tự, được chưa? Không khác gì cả, làm tương tự thôi. Thì thầy dừng cho các em về nhà làm tiếp cho thầy phần với A bằng trừ 5. Được cho các em. Như vậy, thầy đã hoàn thành cho các em cái câu hình học. Và bây giờ thầy cho mình cùng chuyển câu tiếp theo. Câu tam A của đề thi như sau. Trong không gian với hình trục tọa độ OXYZ, cho các điểm A có tọa độ trừ 1, trừ 1, trừ 2, điểm B có tọa độ 0, 1, 1 và mặt phẳng P có phương trình X cộng Y cộng Z trừ 1 bằng 0. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng P. Viết phương trình mặt phẳng đi qua AB và vuông góc với mặt phẳng P. Các em quan sát thầy phát họa hình để các em nhìn cho trực quan như sau. Mặt phẳng P của thầy, thầy biểu diễn trên vẽ đây. Điểm A, thầy đang cần tìm tọa độ hình chiếu, chính là tìm tọa độ H này. Được chưa các em? Để tìm tọa độ một điểm trong không gian, thì thầy sẽ đi viết phương trình một đường thẳng và một mặt phẳng, sau đó cho giao nhau. Thì mặt phẳng của chúng ta chính là mặt phẳng P rồi. Bây giờ thầy cho mình cần viết phương trình một đường thẳng, sau đó chúng ta tìm tọa độ giao điểm thôi. Đường thẳng của chúng ta chính là qua A và vuông góc với mặt phẳng P. Phải chưa các em? Vậy thì việc viết phương trình đường thẳng này rất đơn giản rồi. Bây giờ các em quan sát như sau. Thầy gọi delta là đường thẳng qua A vuông góc phẳng P. Qua vuông góc P. Điểm đi qua của chúng ta chính là điểm A rồi. Nó vuông góc với mặt phẳng P. Từ đây thầy suy được ra U delta mà thầy đang cần tìm chính bằng NP. Thầy chọn bằng NP. Và kết quả của thầy chính là 1, 1, 1. Phải chưa? Vậy là từ đây thầy suy ra phương trình delta. Phương trình delta. Ở dạng tham số đó là gì? X bằng trừ 1 cộng T. Y bằng trừ 1 cộng T. Z bằng trừ đi 2 cộng T. Được chưa các em? Rồi. Được chưa? Rồi, từ đây thì suy ra tọa độ H của chúng ta là giao điểm của delta với cái mặt phẳng P. Để tìm tọa độ giao điểm, chúng ta chỉ cần đi giải hệ thôi, đúng không? Giải hệ phương trình. X của chúng ta bằng trừ 1 cộng T. Rồi. Y của chúng ta bằng trừ 1 cộng T. Z của chúng ta là bằng trừ 2 cộng T. Phương trình mặt phẳng của chúng ta X cộng Y cộng Z bằng trừ 1 bằng 0. Phải chưa? Rồi. Để giải hệ này rất đơn giản. Các em chỉ cần thay X, Y, Z từ ba phương trình trên xuống cái phương trình này. Phải chưa? Thì thầy sẽ tìm được ra tọa độ T. Đúng không? T của chúng ta bằng 5 phần 3. T bằng 5 phần 3. Phải không? Có T bằng 5 phần 3 rồi. Thì bây giờ thầy thay vào 1, 2, 3 phương trình đầu tiên này. Thì thầy sẽ tìm được ra. Thầy tìm được ra X, Y, Z. Và đó chính là tọa độ của điểm H. Từ đây thầy suy ra H. Thay 5 phần 3 vào phương trình đầu tiên này. Thì chúng ta sẽ tìm được kết quả bằng 2 phần 3 này. 2 phần 3 này. Rồi, thay vào đây chúng ta có trừ đi 1 phần 3. Được chưa? Như vậy là thầy tìm được tọa độ điểm H, hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng P có tọa độ là 2 phần 3, 2 phần 3 và trừ 1 phần 3.
với ý đầu tiên này rất đơn giản, đúng không các em? Bây giờ thầy trò mình cùng chuyển sang ý số 2. Ý số 2 của chúng ta là đang cần viết phương trình mặt phẳng, thầy gọi đó là mặt phẳng Q của chúng ta đi qua hai điểm AB. Các em nhớ là đi qua hai điểm AB. Rồi, và vuông góc với mặt phẳng P. Để viết được một phương trình mặt phẳng, chúng ta cần gì? Tọa độ điểm đi qua và vectơ phát tuyến, đúng không? Thế thầy có ngay nhá. Các em nhìn này, NQ của chúng ta vuông góc với vectơ AB, NQ của chúng ta lại vuông góc với NP. Từ đó thầy suy ra chọn NQ của chúng ta chính bằng tích có hướng của hai vectơ AB và NP thôi, đúng không? Điểm đi qua của mặt phẳng Q của chúng ta đang cần tìm. Các em lấy điểm A cũng được, lấy điểm B cũng được, phải chưa? Vậy thầy có lời giải như sau. Thầy gọi Q là mặt phẳng cần tìm. Được chưa các em? À, thầy có vectơ AB này. Thầy lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A. Vậy là thầy có kết quả bằng 1, 2, 3. Rồi, thế còn NP để cho rồi phương trình rồi, 1, 1, 1. Từ hai lý do này thầy suy ra tích có hướng của AB và NP. Tích có hướng của AB và NP. Được chưa các em? Rồi, cách tính tích có hướng của hai vectơ thì thầy hướng dẫn các em rất nhiều rồi. Các em có thể gì? Sử dụng cách tính mà thầy hướng dẫn các em, hoặc các em có thể nhập máy, đúng không? Máy tính trợ giúp. Thì các em sẽ tìm được ra N của chúng ta có tọa độ trừ 1, 2 và trừ 1. Trừ 1, 2, trừ 1. Phải chưa? Rồi, thầy có ngay lý luận một câu là gì? Vì Q chứa AB và vuông góc với mặt phẳng P, nên thầy suy thầy chọn NQ chính bằng tích có hướng AB NP và kết quả là trừ 1, 2, trừ 1, đúng không? Q của chúng ta qua điểm A tọa độ trừ 1, trừ 1, trừ 2. Vậy từ đây thầy suy ra phương trình Q cần tìm, đó là trừ 1 nhân x cộng 1, rồi cộng với 2 nhân y cộng 1, rồi trừ đi 1 nhân z cộng 2 bằng 0. Các em chỉ cần nhân ra và rút gọn thì các em sẽ được phương trình mặt phẳng Q cần tìm. Được chưa các em? Như vậy với câu 8A này thì nếu các em nắm được chắc chắn cái lý thuyết về gì giải tích trong không gian thì các em sẽ thấy được bài toán nó rất là đơn giản. Các em có thể làm được ra một kết quả rất là gọn gàng và đẹp đẽ, đúng không các em? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo trong đề thi. Câu 9A của đề thi như sau. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 1 cộng y nhân với z trừ y cộng với 2z bằng 2y. Tính modulus của số phức v kép bằng z ngang trừ đi 2z cộng 1 chia cho z bình phương. Được chưa các em? Thế để tính được modulus của cái số phức v kép này thì chúng ta phải đưa cái số phức v kép này về dạng a cộng bi, đúng không các em? Thế mà muốn đưa được về dạng đó thì chúng ta phải biết được z bằng bao nhiêu, đúng không? Mà muốn tìm z thì các bạn dựa phương trình giả thiết này, phải chưa? Chúng ta tìm ra z thì chúng ta suy ra z ngang rồi thay vào đây rút gọn thì thầy sẽ được cái số phức v kép ở dạng a cộng b, rồi thầy lắp ráp công thức module thôi là thầy tính được module của nó. Bây giờ các em quan sát lời giải cụ thể như sau. Dạ. Ta có, các em quan sát, bây giờ thầy nhân, em thầy biết đây, thầy có này, 1 cộng y nhân với z, rồi trừ đi 1 cộng y nhân y, đúng không? Cộng 2z bằng 2y. Được chưa các em? Thế các em nhìn nhé, số hạng này thì đặt nhân tử chung là z thì sẽ có 3 cộng y nhân z, rồi bằng 2y. Thầy chuyển cái này sang kia, thầy nhân với nhau thì thầy cộng với em quan sát này, cộng với y này, rồi cộng với y bình phương. Cộng y bình phương. Được chưa?
Rồi và tiếp theo thầy có được rút gọn thì sẽ có 3 cộng y nhân z bằng 3 y trừ đi 1, y bình phương thì bằng trừ 1. Phải chưa? Rồi và đến đây thầy có ngay z của ta bằng 3 y trừ 1 chia cho 3 cộng y. Các em nhân liên hợp thôi. Được chưa? Đấy, hoặc các em sử dụng máy tính hỗ trợ thì các em sẽ tìm được ra, tìm được ra. Cách số vức này chính bằng y, chính bằng y. Đấy, kết quả bằng y. Như vậy, z của thầy bằng y. Z bằng y thì thầy suy ra, z ngang của thầy sẽ bằng trừ y. Bây giờ thầy thay vào thôi, từ đây thầy suy ra v kép của chúng ta nha. Theo kết quả bằng trừ y này, rồi này, trừ đi 2 nhân y này, cộng với 1 này, tất cả chia cho, y bình phương, Được chưa các em? Y bình phương thì bằng trừ 1. Vậy cái việc rút gọn thì nó rất đơn giản. Kết quả của chúng ta sẽ bằng gì? Trừ 1 cộng 3y. Đấy là số vức v kép. Trừ 1 cộng 3y. V kép của chúng ta là trừ 1 cộng 3y. Thì từ đây thì suy ra mô đun của v kép bằng căn bậc 2 của trừ 1 bình cộng với 3 bình. Căn bậc 2 của phần thực bình cộng phần hạ bình. Phải chưa? Và chúng ta có kết quả được bằng bao nhiêu? À, bằng căn 10. Như vậy là thầy tính được mô đun của số vức v kép. Câu này rất đơn giản, đúng không các em? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu 7b của đề thi như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường tròn C có phương trình x trừ 1 tất cả bình cộng với y trừ 1 tất cả bình bằng 4. Và đường thẳng delta có phương trình y trừ 3 bằng 0. Tam giác MNP có trực tâm trùng với tâm đường tròn C. Các đỉnh NP thuộc delta, đỉnh M và trung điểm của đoạn MN này thuộc đường tròn C. Tìm tọa độ điểm P. Đây là một câu thuộc hình học giải tích phẳng. Trước tiên, thầy phác họa hình để các em nhìn cho trực quan như sau. Như vậy, thầy đã phác họa hình xong như sau. Được chưa các em? Rồi, thế bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải. Trước tiên, từ phương trình đường tròn kia, thầy sẽ suy được tâm y vào bán kính R. Sau đó, thầy xét vị trí với đường thẳng delta, xem delta của chúng ta cắt hay là gì tiếp xúc hay là nằm ngoài của đường tròn. Để các em quan sát như sau. Đường tròn C của chúng ta, có tâm y này, có tọa độ là 1,1 này, bán kính R của chúng ta là bằng 2. Phải chưa các em? Rồi mình có D từ tâm y đến đường thẳng delta thì sẽ bằng 1 trị tuyệt đối 1 trừ 3 chia căn bậc 2 của 0 bình cộng 1 bình. Và kết quả bằng 2 bằng R. Từ đó thì suy được ra delta tiếp xúc với đường tròn C. Phải chưa các em? Đấy, thì vậy khi vẽ hình thì thầy vẽ tiếp xúc với đường tròn C. Được chưa? Rồi thì bây giờ thầy sẽ có hình vẽ như trên bảng. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành tìm tọa độ điểm P. Thì các em quan sát này. Thầy thấy rằng đây là đường thẳng delta, các em nhớ nhé, MN thuộc delta. Đấy, quá rồi. Thầy viết được phương trình IM. IM đi qua tâm y vuông góc với delta. Khi viết được phương trình IM rồi thì thầy chỉ cần tìm giao điểm với đường tròn là thầy tìm được tọa độ của điểm M. Đúng không? Rồi, vậy nhiệm vụ đầu tiên chúng ta đi tìm tọa độ điểm M chưa? À, thầy có. IM của chúng ta, IM nhé. Rồi, IM này. Qua điểm Y có tọa độ, 1,1. Điểm Y có tọa độ 1,1. Vuông góc với delta nên thầy suy ra U của IM. Em quan sát U của IM. Nó vuông góc với delta thì thầy chọn bằng N delta. Đúng không? U của IM thì chọn bằng N delta. Mà delta của chúng ta có phương trình rồi. Y trừ 3 bằng 0. Nghĩa là 0,1. Vậy từ đây thầy suy ra N của IM. Thì sẽ bằng 1,0.
Phải chưa? Có n, có điểm đi qua thì có phương trình im. Đó là 1 nhân x trừ 1, đúng không? Cộng với 0 nhân với y trừ 1 bằng 0. Và từ đây thì có được ngay phương trình x trừ 1 bằng 0. Đây chính là phương trình im. Tọa độ m. Độ m. Thầy chỉ cần đi giải hệ phương trình. Phương trình im của ta là x trừ 1 bằng 0. Và phương trình đường tròn đó là gì? X trừ 1 tất cả bình cộng với y trừ 1 tất cả bình bằng 4. Đúng chưa? Rồi, vậy là từ đây thì tìm được ra tọa độ điểm M. Phải không? X của chúng ta bằng 1. Các em thay vào đây. Thay vào đây. Chúng ta có y trừ đi 1 tất cả bình bằng y trừ 1 tất cả bình bằng 4. Phải chưa? À vậy từ đây thì suy được ra. Suy được ra hai trường hợp. Đó là gì? X bằng 1, y của chúng ta bằng trừ 1 này. Trường hợp 2, x bằng 1, 1. Và y của chúng ta là bằng 3, điểm 3. Phải chưa? Rồi, thì từ đây thì suy ra điểm M của chúng ta có tọa độ là gì? À, 1, trừ 1. Đúng không? Rồi, và cái điểm M này thì có M tọa độ là 1, 3. Cái này loại. Các biết vì sao loại không? Vì cái điểm này của chúng ta thuộc đường thẳng delta. À, chính là cái điểm này này, nó thuộc đường thẳng delta, vậy chúng ta loại. Được chưa? Nếu thuộc delta chúng ta không thể tạo thành tam giác được. Ba điểm M, N, P mà thuộc đường thẳng delta thì chúng ta không thể tạo thành tam giác được. Phải chưa? Vậy loại vì. Vì cho thầy nha. Vì M thuộc delta. Như vậy là thì tìm được tọa độ điểm M rồi. Đấy, vậy trên hình vẽ thầy có điểm M. M có tọa độ là 1 trừ 1. 1 trừ 1. Đúng không các em? Tiếp theo. Tiếp theo. À, thầy cho mình cùng đi tìm tọa độ điểm N. Đi tìm tọa độ N. À, bây giờ chúng ta tìm tọa độ điểm N. Lý do gì đây? Các em quan sát này. Thầy có điểm N của chúng ta thuộc delta. Đúng không? Do N thuộc delta nên thầy suy ra, nên suy ra tọa độ điểm N của chúng ta có dạng, có dạng đó là B và 3, đúng không? Delta là 3. À, y chúng ta chính 3. Chúng ta delta là y bằng 3. Xong chưa? Rồi vậy là thầy có được N của ta là B và 3. Mình còn một cái đặc biệt ở đây mà chúng ta chưa dùng, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái nó. Đó là gì? Trung điểm của MN này thuộc đường tròn. Đấy, đấy là lý do mà thầy đi tìm tọa độ điểm N trước, điểm P. Đúng không? Thầy chỉ cần tính tọa độ trung điểm của MN này, sau đó thầy thay vào cái phương trình đường tròn thì thầy tìm được ra cái B này và từ đó thầy suy tọa độ điểm N thôi. Phải chưa các em? Vậy thì thầy có ngay trung điểm điểm MN. Đấy, MN có tọa độ. Các em chỉ cần lấy tọa độ điểm M cộng tọa độ điểm N chia cho 2. Đây các em nhìn đây, chúng ta cộng vào thì chúng ta sẽ rằng B cộng 1 trên 2 và 1 thôi. Phải chưa? Thuộc thuộc đường tròn C. Nên thầy suy ra, ở đây suy ra phương trình. Đó là gì đây? Thay vào thỏa mãn mình sẽ có M ngoặc đơn X. Bây giờ chúng ta thay bằng B cộng 1 trên 2 trừ 1 tất cả bình phương cộng với 1 trừ 1 tất cả bình phương bằng 4 và 4. Được chưa? Và các em sẽ tìm được ra, đây là một phương trình rất đơn giản rồi. Các em quy đồng khai triển bằng thức tìm được ra hai nghiệm, đó là B của chúng ta bằng 5 và B của chúng ta bằng trừ 3. Trừ 3. Phải chưa? Với B bằng 5 thì thầy suy ra điểm N nhất của chúng ta đó là gì? 5, 3. Rồi với B bằng trừ 3 thì thầy suy ra điểm N của thầy có tọa độ là gì? Bằng 3 trừ 3. Đấy, trừ 3, 3. Đúng không? Trừ 3, 3. Đấy, điểm N của thầy là trừ 3, 3. Như vậy là thầy có được hai điểm N rồi. Nhiệm vụ của thầy cho mình cần tìm điểm P cơ chứ không phải điểm N. Vậy thì để tìm điểm P chúng ta dựa vào cái gì đây? Các em quan sát này. Giờ nhé, điểm N của thầy có tọa độ rồi này. Điểm Y của thầy có tọa độ rồi. Điểm M có tọa độ rồi. Phải chưa? Thầy tìm điểm P. P của chúng ta lại cũng thuộc delta.
Đúng không? P thủ delta. Vậy thì cái dạng tọa độ của nó lại là gì? C và 3. C3. Giống như của điểm N thôi. Nhưng đây là tọa độ khác là C3. Thì ký hiệu là C3. Xong chưa? Vậy chúng ta nếu chúng ta tìm được cái C nhỏ này thì có nghĩa là chúng ta tìm được tọa độ điểm P. Tìm C nhỏ ở đâu? Các em nhìn này. Mình có Y N này vuông góc với M P. Phải chưa? Vuông góc thì hai vectơ nhân nhau bằng 0. Đúng không? Rồi, và từ đó thì suy ra C nhỏ và suy ra tọa độ điểm P thôi. Vì sao thì có điều đó? Vì theo lý thuyết của chúng ta, theo giả thiết là gì? Điểm Y của chúng ta trùng với trực tâm H. Đúng không? Trực tâm H của cái tam giác MNP. Bây giờ thầy cho mình cùng đi thế này. Với điểm N, mình đầu tiên đó là gì? Tọa độ 53. 53. Phải chưa? Thì thầy có do P của chúng ta thuộc delta nên thầy suy ra tọa độ điểm P của chúng ta có đoạn là C nhỏ và 3. Đúng không? Giờ bây giờ thầy tính MP. MP. Lấy tọa độ điểm P trừ tọa độ điểm M, thầy có C trừ 1 này, rồi và 4. Được chưa? Thế còn IN. IN. Đấy. Thầy lấy tọa độ điểm N trừ tọa độ điểm Y, thầy có kết quả 42. Đúng không? 42. Được chưa các em? Rồi, vì thầy lấy luận ở đây, vì MP vuông góc với IN nên thầy suy ra MP nhân với IN của chúng ta là bằng 0. Bằng 0. Bây giờ các em nhân với nhau, ta sẽ có 4 nhân với C trừ 1 cộng với 4 nhân với 2. Để chưa? Bằng 0. Không. Đúng không? Vậy thì đến đây cái việc mà các em giải được ra tìm cái tọa độ điểm C này là rất đơn giản rồi. Phải chưa? C các em tìm ra bằng gì đấy? Trừ 1. C bằng trừ 1. Với C trừ 1 suy ra P chính là trừ 1, 3. Được chưa các em? Rồi, đấy là với trường hợp N của chúng ta có tọa độ là 5, 3. Bây giờ chúng ta xét trường hợp thứ hai với N của chúng ta là có tọa độ là trừ 3, 3. Trừ 3, 3. Thì thầy vẫn do P nhé, có thuộc delta. Thì suy ra P của chúng ta vẫn qua cái kiểu là C và 3. Được chưa các em? MP của chúng ta vẫn là C trừ 1, 4. Rồi, thế nhưng Y, N của chúng ta này khác. Tọa điểm N của chúng ta đây cơ. Đúng không? Y, N của chúng ta lại có tọa độ bằng trừ 4 và 2 cơ. Phải chưa? Rồi, thầy có suy ra MP nhân Y, N chúng ta bằng 0, điều này chứng tỏ tương đương với suy ra trừ 4 nhân với C trừ 1 cộng với 2 nhân 4 bằng 0. Đúng không các em? Và đến đây thì các em tìm ra giá trị C của chúng ta lại bằng 3. C bằng 3 thì thầy thay vào đây, thầy suy ra điểm P thứ hai của chúng ta là tọa độ 33. Được chưa các em? Như vậy là gì? Kết quả của bài toán của chúng ta có hai tọa độ điểm P. Đây là một cái bài toán mà yêu cầu các em phải vận dụng rất nhiều kiến thức. Phải không? Đó là gì? Các em phải vận dụng được cái kiến thức sự tương giao của đường thẳng với đường tròn để tìm được ra tọa độ điểm M. Sau đó các em lại phải vận dụng cái điểm gì? Tính chất đó là gì? Điểm M, điểm N và cái điểm P của chúng ta thuộc đường thẳng delta. Đấy, để chúng ta tìm được ra cái tọa độ dạng như này của nó. Phải chưa? Rồi thầy sẽ đi tìm tọa độ cái điểm N nhờ cái điều kiện đó là gì? Trung điểm của MN thuộc đường tròn. Đấy, tìm được M rồi thì thầy sẽ tìm được tọa độ điểm P dựa vào tính chất điểm Y là trực tâm của tam giác. Điểm tam giác. Để chờ các em. Như vậy thầy đã hoàn thành cho các em câu 7B. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu 8B của đề thi như sau. Trong không gian với hệ trục tọa độ OX, YZ cho điểm A có tọa độ trừ 1, 3, trừ 2 và mặt phẳng P có phương trình X trừ 2Y trừ đi 2Z cộng 5 bằng 0. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P. Ý thứ hai, viết phương trình mặt phẳng qua A và song song với mặt phẳng P.
với câu 8B này. Các em quan sát này, ý đầu tiên tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P. Chúng ta có công thức rồi, các em chỉ cần gì? Thay tọa độ điểm A vào vế trái của mặt phẳng P, lấy trị tuyệt đối chia cho độ dài của vector phát tuyến mặt phẳng P. Phải chưa? Là để tính được khoảng cách, đúng không? Thế còn ý số 2, viết phương trình mặt phẳng đi qua A mà song song với mặt phẳng P. Các em có hai cái cách để làm. Cách thứ nhất đó là gì? Vì nó song song nên thì chọn ngay cái N mặt phẳng cần tìm chính bằng NP, chính là 1 trừ 2, 2. Điểm đi qua là A, vậy thì có phương trình. Phải chưa? Rồi, cách thứ hai đó là gì? Thầy sẽ viết cái mặt phẳng cần tìm của chúng ta có dạng x trừ 2y trừ 2z cộng m bằng 0 và điều kiện m phải khác nào. Vì sao thầy viết được như thế? Vì cái mặt phẳng cần tìm của chúng ta song song với mặt phẳng P. Phải chưa? Nên thầy chọn ngay cái vector phát tuyến của nó chính bằng vector phát tuyến của mặt phẳng P, đúng không? Vậy thì nó chỉ khác nhau cái hàng số này thôi. Các em hàng số thôi. Sau đó gì? Thì thay tọa độ điểm A vào. Vì mặt phẳng cần tìm đi qua, thì thay tọa độ điểm A vào, thì tìm được ta cái tham số m và thì có phương trình. Được chưa các em? Bây giờ thầy hướng dẫn các em cái cách đầu tiên. Thế còn cái cách mà thầy hướng dẫn vừa rồi thì các em về nhà tự làm, đúng không? Bây giờ các em quan sát lời giải như sau. Thứ nhất, thầy tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng P. Mà d từ A đến P. Thì chỉ cần thay tọa độ điểm A thôi. Nào các em thay bằng trừ 1 này, trừ 2 nhân 3 này, trừ 2 nhân với trừ 2 này, cộng 5 này. Tất cả chia căn bậc 2 của 1 bình này cộng với trừ 2 bình này cộng với trừ 2 bình. Thấy chưa? Rồi bây giờ các em rút gọn thôi. Rút gọn. Đấy. Rút gọn thôi. Nào thầy cho mình cùng rút gọn. Cái này chúng ta có kết quả bằng 9. Cái này trừ đi 7, vậy kết quả bằng 2, từ bằng 2. Chia cho, mẫu của chúng ta khai căn được, vậy kết quả bằng 3. Vậy là khoảng cách từ điểm A đến bằng P của chúng ta chính bằng 2 phần 3. Rất đơn giản, phải chưa? Rồi thầy gọi Q là mặt phẳng cần tìm. Q là mặt phẳng cần tìm. Do Q song song với P, nên thì suy ra thì chọn luôn NQ của chúng ta bằng NQ của chúng ta bằng NP. Và kết quả chính là bằng 1 trừ 2 trừ 2. Được chưa các em? Q của chúng ta qua điểm A có tọa độ trừ 1, 3, trừ 2. Nên từ đây thì suy ra phương trình Q của chúng ta 1 nhân x cộng 1 trừ đi 2 nhân y trừ 3, đúng không? Nhân y trừ 3 trừ đi 2 nhân với z cộng với 2 bằng 0. Được chưa? Đến đây các em chữ đúng gọn thôi, chúng ta sẽ có được là gì? X trừ 2 y trừ 2 z này, đúng không? Cái này vậy thì chúng ta cái này là cộng với 3, đúng không? Bằng 0. 3 bằng 0. Được chưa? Như vậy là thầy có được phương trình mặt phẳng Q. Đây. Câu này rất đơn giản, đúng không các em? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Thầy cho mình cùng vào câu 9B của đề thi như sau. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức fx bằng 2x bình trừ 3x cộng 3 chia cho x cộng 1 trên câu đoạn 02. Với bài này thuộc bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một hàm số trên một đoạn. Mà cách tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một hàm số trên một đoạn thì thầy đã hướng dẫn các em rồi. Chúng ta gồm có hai cách. Cách thứ nhất các em sử dụng bảng biến thiên. Cách thứ hai mà chúng ta hay dùng đó là gì? Các em đi tính đạo hàm, giải đạo bạ hàm bằng 0, tìm ra các nghiệm trên cái đoạn này. Được chưa? Sau đó các em tính giá trị tại các nghiệm đó và tính giá trị tại các điểm đầu bút so sánh với nhau. Giá trị nào lớn là giá trị lớn nhất, giá trị nào nhỏ là giá trị nhỏ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng lý thuyết đó vào câu này như sau. Rồi. Thầy có đạo hàm x. Đây là hàm thương, các em có thể đạo hàm như thông thường, đó là đạo hàm từ nhân với mẫu trừ đạo hàm mẫu nhân với từ, sau đó chia cho mẫu bình phương. Thầy đạo hàm nhanh cho các em. Kết quả đó là gì? Bằng 2x bình cộng 4x trừ 6 chia cho x cộng 1 tất cả bình phương.
Được chưa? Tiếp theo thầy giải. Giải. Cái f phẩy x bằng 0. Điều này tương đương với 2x bình cộng 4x trừ 6 bằng 0. Các em tìm ra được hai nghiệm. Phải chưa? Đó là gì? X bằng 1 và x bằng trừ 3. X bằng 1 với trừ 3. Thì cái giá trị trừ 3 này của chúng ta là không thuộc đoạn từ 0 đến 2. Nên cái này là thuộc thỏa mãn, đúng không? Đấy. Được chưa các em? Vậy là thầy chỉ cần đi tính giá trị của cái biểu thức này tại một, giá trị biểu thức này tại hai điểm đường bút thôi và so sánh nhau. Đến đây thầy có f của 0 trước. F của 0 thầy chỉ cần thay giá trị x bằng 0 vào cái biểu thức này thì thầy sẽ được kết quả bằng 3. F của 2 thì thay x bằng 2 vào đây. X bằng 2 vào đây thì thầy tìm được ra kết quả bằng 5/3. Thế còn f của 1 tại giá trị nghiệm này. Để cho các em thay 1 vào đây thì chúng ta tìm được ra kết quả đó là gì? F của 1 bằng 1. So sánh ba giá trị này với nhau, từ đây thầy suy được ra. Mắc của fx, mắc của gì? Giá trị lớn nhất của fx đó là bằng bao nhiêu? Đúng rồi, bằng 3 khi x bằng 0. Thế còn giá trị nhỏ nhất min fx của chúng ta là bằng 1 khi x của chúng ta bằng 1. Được chưa các em? Và các em nhớ cho thầy nhá, các em tìm ra giá trị lớn nhất nhỏ nhất rồi thì các em phải chỉ ra cái điều kiện để đạt giá trị lớn nhất nhỏ nhất đó. Đấy. Ví dụ đây, max của fx bằng 3 thì khi nó đạt được cái giá trị lớn nhất đó là khi x bằng 0. Đấy, các em nhớ chưa? Như vậy là với câu 9b này nó rất đơn giản, phải không các em? Nếu các em mà nhớ được hay nắm được cái bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một hàm số trên một đoạn là chúng ta làm được bài này thôi. Phải chưa các em? Như vậy là đề thi đại học cuối D năm 2013 thầy đã hướng dẫn cho các em. Thầy hy vọng rằng qua cái buổi hướng dẫn này là các em có thể gì tổng hợp được tất cả các kiến thức liên quan đến đề thi, cũng liên quan đến gì? Liên quan đến tất cả các mảng kiến thức mà nội dung mà thầy trò mình đã học qua rất nhiều thời gian qua. Phải chưa các em? Với buổi học hôm nay nó rất ý nghĩa ở chỗ nếu chúng ta mà gì tổng hợp được cái lượng kiến thức từ đề thi. Đấy. Và qua những cái lời hướng dẫn của thầy, qua cái lối tư duy mà thầy hướng dẫn các em, từ đó các em gì hình thành được gì một cái khối lượng kiến thức sâu tóm lại với nhau. Thầy chúc các em ôn tập tốt và có một kỳ thi đạt được kết quả cao.